Đây là một cái mẫu thắt lưng. Mẫu này là mẫu cách kiểu là của Kỳ Lân Luxury. Mẫu này là một trong những mẫu rất hot. Tất cả dây này là những dây bằng cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc gia cho các nhãn hàng thời trang rất là lớn trên thế giới. Quý khách thích da gì, mặc gì, màu gì cứ gọi cho Kỳ Lân, liên hệ Kỳ Lân, Kỳ Lân tư vấn và làm theo đúng nhu cầu và yêu cầu của khách. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề siêu hấp dẫn và siêu đặc biệt về sản phẩm bằng vàng và kim cương. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một siêu phẩm mật dây thắt lưng đến với tất cả quý khách nha. Đây là một cái sản phẩm mà Kỳ Lân thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Ý tưởng và yêu cầu là khách hàng đưa cho Kỳ Lân và Kỳ Lân là người thực hiện sản phẩm thành hoàn hảo như vậy, hoàn thiện như vậy. Đây là một cái mẫu thắt lưng. Mẫu này là mẫu cách kiểu là của Kỳ Lân Luxury. Mẫu này là một trong những mẫu rất hot và được rất nhiều người chuộng của Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân phá cách thiết kế theo yêu cầu là nguyên cái mặt này bằng vàng. Về bố cục bên ngoài thì dựa trên cái mẫu thiết kế và sản phẩm rất hot của Kỳ Lân Luxury, mẫu này là siêu hot luôn, nhưng bên trong là theo yêu cầu của khách hàng. Và như mẫu của Kỳ Lân thì bên trong là một ô vàng ở trong thôi, nhưng đây bởi vì yêu cầu khách hàng là muốn là nó là một cái gì đó hoành tráng về núi đồi ở mèo vạc và có chữ mèo vạc xuất hiện, cho nên là Kỳ Lân phá cách bằng cách phun phần vàng ra ngoài tới thành luôn của cái bằng khối ngoài. Thì vàng phun ra tới phần khối ngoài là bằng bạc xi bằng trắng, có nghĩa là một cái mặt hình chữ nhật phun như vậy là bằng vàng hết, bằng 18K, và có hình núi đồi cũng bằng vàng luôn, và đính lên là chữ nổi kim cương bằng vàng là cái cốt và bên trên là cái kim cương, nó rất thể hiện rất chi tiết là chữ mèo vạc. Nguyên cái phần miếng này nè, nguyên cái miếng hình chữ nhật này là bằng vàng. Theo cái phiên bản mẫu, cái kiểu cách hot, cực kỳ hot của Kỳ Lân Luxury thì cái kiểu dáng này bề ngoài cũng như vậy, nhưng mà khác biệt là bên trong là full vàng nha. Còn cái kia là vàng, full vàng, nhưng mà full vàng nằm bên trong này, ô này thôi. Bây giờ Kỳ Lân tiến hành tách hai phần khối này ra. Một phần là vàng khối, một phần là bạc khối ra, hai phần khác nhau nha. Ok, là bao nhiêu? Đừng lấy cái tay, đừng lấy tay sang. Rồi, em dỡ phần trên nè, dỡ phần trên, dỡ phần trên. Em cứ gọi lên, đó, ok. Đây là toàn bộ phần vàng. Toàn bộ miếng này là vàng và kim cương. Vàng 18K, vàng y đúc ra, AU750. Và Kỳ Lân có đóng mọc trên cái này, mọc 750 và logo của Kỳ Lân Luxury. Rồi bây giờ Kỳ Lân tiến hành cân trọng lượng vàng nha. Theo công thức tính toán thì trọng lượng của miếng vàng này là tầm cỡ 6.05. Ok. Phần này là phần bạc khối đúc ra và bên ngoài là Kỳ Lân xi full vàng trắng. Và theo công thức tính ra thì trọng lượng của cái phần khối bạc này là cỡ gần một cây sáu bạc khối. Sau khi chúng ta khám phá dung nhan tuyệt vời của một siêu phẩm mặt dây thắt lưng làm theo yêu cầu, đã xem được chi tiết thành phần hai khối, khối bạc và khối vàng rồi, chi tiết rồi, cách tháo rồi, bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành chọn dây. Tất cả dây này là những dây bằng cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc gia cho các nhãn hàng thời trang rất là lớn trên thế giới, cho Hermès nè, cho LV v.v. Thì những con cá sấu này là những con thuộc ở vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc gia xử lý thuộc gia để ra được những cái sản phẩm da nguyên con hoàn thiện như vậy. Và quý khách chỉ việc đến với Kỳ Lân để chọn, đến trực tiếp showroom hoặc là trên website hoặc là qua Zalo hotline Kỳ Lân tư vấn qua Zalo, hoặc là gửi thông tin cho khách chọn về chọn màu sắc da, chất liệu da và con da như thế nào,
sau đó chọn mẫu. Hoặc là quý khách thích hai mặt giống nhau, hoặc là hai mặt giống nhau nhưng mà khác màu, hoặc là quý khách thích một mặt là da cá mập nè, một mặt là da cá sấu, hoặc là hai mặt là da cá mập mà hai màu khác nhau. Nói chung là quý khách thích da gì, mặt gì, màu gì cứ gọi cho Kỳ Lăng, liên hệ Kỳ Lăng tư vấn và làm theo đúng nhu cầu và yêu cầu của quý khách. Rồi bây giờ Kỳ Lăng sẽ đo thử cái mặt dây này là bao nhiêu cho để mình chọn dây cho vừa. Là size em lấy rửa, em lựa cho anh cái cọng dây này nào, dây da nào 32 nha. Rất là thú vị, rất là thú vị, rất là vui khi là nguyên một combo luôn. Từ túi nè, cái nón Kỳ Lăng để lên xe ô tô Kỳ Lăng rồi, cái nón y chang. Cái nón á, camera đưa hình nón vô giùm nha. Rồi, đôi giày nha. Và dây thắt lưng nữa, nhưng mà dây thắt lưng này chưa bấm lỗ nha, chưa bấm lỗ nên là Kỳ Lăng xin phép chuyển qua cái dây khác cũng cùng size là 32. Hai dây này, một dây là hồng rút cũng nguyên bộ luôn, gồm có nón nè, ví cầm tay nè, túi clutch vân vân đó. Và đây Kỳ Lăng bắt đầu rá vào để quý khách dễ hình dung, và còn nhiều cái dây đẹp nữa nên Kỳ Lăng rá vào nhiều để khách xem và ngắn gọn xúc tích được tất cả nội dung về những màu sắc cho quý khách dễ hình dung sản phẩm nha. Đây, màu đen rất là ngầu. Rồi bây giờ tiến hành qua một màu khác nè. Em cho anh lấy màu hồng rút. Ok, màu hồng rút ha. Đặc biệt những mẫu gia đình Kỳ Lăng thường làm ra thì đa số là Kỳ Lăng sẽ chọn cách là cái đầu dư còn lại gài vào trong, sau vào trong nha. Bởi vì khi mà Kỳ Lăng làm hai mặt da thì khi chúng ta lật ngược lại cái mặt da thì như vậy thì cái đầu còn lại sẽ bị dư ra ngoài, dư vậy. Nên là mình không có xỏ ra ngoài mà mình sẽ xỏ vào trong để mình dùng được hai mặt. Ví dụ như mình đang hiện tại dùng mặt này nó ở trong một thời gian này đúng không? Bây giờ mình lật ra vậy thì bây giờ mình xỏ vào đây thì nó sẽ giữ lại, mình đâu thấy bị dư đâu, đâu thấy bị lòi ra ngoài đâu. Đó là cái tính toán của Kỳ Lăng Luxury. Rồi, quá đẹp đúng không ạ? Quá xuất sắc. 3 khối, 1 khối, phần vàng khối 1 khối, 2 phần khối ráp lại, bạc và vàng khối. Đính kim cương vàng 18 bằng y đúc ra AU750 với công nghệ tiêu chuẩn châu Âu, vàng nén không bị bọt. Và kim cương, đính kim cương với kỹ thuật chuyên về đính kim cương và tỷ lệ rớt hột hầu như gần như là bằng không có. Đó là đặc điểm ưu thế thế mạnh của Kỳ Lăng Luxury. Mình sẽ thêm nhiều mẫu da ở đây để khách dễ chọn nè. Màu gì? Ví dụ như là màu đen nãy rồi. Màu đen rồi. Mình thử màu đen đi. Tiếp tục mình thử màu đen thêm cái đi. Màu gì cũng được, mà màu đỏ, màu xanh, màu đen, bất cứ màu gì mà quý khách thích. Ok. Và bây giờ tiến hành, Kỳ Lăng tiến hành thay dây màu đen, cá sấu màu đen. Và dây này có hai mặt, một mặt là màu đỏ đô, một mặt là màu đen cá sấu. Wow, tuyệt vời, màu đen rất ngầu, rất bảnh và đẹp trai, cũng như rất phong cách, rất sang trọng. Nếu như mà Kỳ Lăng làm full cái này mặc bằng bạc này, bằng vàng và phần bên trong, khối trong bằng vàng, hai cái cộng lại trọng lượng vàng nó phải là trên 3 cây vàng. Phần bên trong là vàng khối đúc vàng AU750 bằng y đúc ra là hơn 6 chỉ vàng. Phần ngoài là bạc khối đúc là hơn 1 cây 6 bạc. Thì nếu như chúng ta làm luôn phần bạc khối này bằng vàng khối luôn thì phải hơn 2 cây vàng. Vâng, và như vậy là video clip này xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng review. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này, và hãy cập nhật thường xuyên những sản phẩm mới tại website Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng Luxury.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.